ở đằng kia, đó là hành tinh cầu cứu chúng ta, mau hạ cánh thôi. Hả? Gì thế này? Sao nơi này bốc khói đen nghi ngút, tỏ mùi hôi vô cùng khó chịu thế này? Chết tiệt, rốt cuộc hành tinh này đang xảy ra cái quái quỷ gì vậy? Theo tôi được biết, đây là hành tinh của lũ quái vật bồn cầu. Không lẽ bọn chúng đang chế tạo ra một thứ vũ khí nguy hiểm nào đó, khiến cho hành tinh này chết dần chết mòn hay sao? Thôi được rồi, tay tành riêu men, chúng ta đừng ở đây đón già đón non nữa. Mau nhanh chóng lên đường, xem thử chuyện gì đang xảy ra thật thụ ở cái hành tinh này. Chết tiệt, sao khắp mọi nơi đều không có sự sống thế này? Hả? Nhìn kìa, nhìn kìa, có chi tay tành. Hình như là lũ quái vật bồn cầu. Sao cơ thể bọn chúng chết trở nên đen thui thế kia? Hả? Chết tiệt thật, lũ quái vật bồn cầu cũng là những sinh vật bị hại. Bọn chúng không phải là nguyên nhân gây ra sự phá hủy hành tinh này. Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ gây ra mọi chuyện? Các chiến binh bảo vệ đa vũ trụ, sao bây giờ các người mới tới? Nhìn kìa, có chi tay tâm. Hình như có một quái vật bồn cầu còn sống thì phải. Này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tại nơi đây vậy? Chúng tôi sống rất hạnh phúc tại hành tinh này, nhưng cách đây mấy ngày xuất hiện hai kẻ. Bọn chúng là cha con, bọn chúng đen ngòm, bọc khói đen rất thôi thôi. Bọn chúng hút hết sinh mạng của những sinh vật hành tinh chúng tôi. Cả chúng tôi chống lại bọn chúng đều thất bại. Chúng tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài không gian, nhưng đã quá trễ. Cái gì chứ? Rốt cuộc bọn chúng là ai? Bọn chúng giờ đang ở đâu? Một kẻ là Super Titan Speed Command bóng tối, còn một kẻ là Super Titan PC bóng tối. Tôi không biết bọn chúng ở đâu. Làm ơn cứu hành tinh của chúng tôi. Này, khoan đã. Chết tiệt thật. Bây giờ chúng ta tính sao đây, thủ lĩnh? Thật không ngờ kẻ đang gây náo loạn ở hành tinh này là những Super Titan. Chết tiệt thật. Nào, bây giờ để dễ tìm kiếm bọn chúng, chúng ta chia ra mỗi người một hướng. Nếu phát hiện được bọn chúng, nhanh chóng thông báo cho người còn lại. Tôi hiểu rồi. Lũ khô kiếm, các ngươi đang ở đâu? Ngon quá. Sức sống của lũ quái vật bồn cầu này thật là dồi dào. Ta cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Hả? Đây rồi. Phát hiện được một tên rồi. Thật khô kiếm kia, mau dừng lại. Người không được quyền tàn phá giết chết những sinh vật ở hành tinh này. Hả? Có kẻ vẫn không sợ ta, tới đây bảo ta dừng lại à? Không những ta không sợ ngươi, ta còn tiêu diệt ngươi. Ta chính là Titan Realman, một trong những chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát, hãy mau chịu tội đi. Ồ, thì ra là lũ khốn kiếp các ngươi tới đây làm gì? Nơi đây sắp sửa trở thành một hành tinh chết rồi. Thật khổ kiếp, ngươi chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho hành tinh này, mà ngươi coi như là không có gì. Được lắm, ta sẽ bắt ngươi đem về tổ chức căn cứ đa vũ trụ cho ngươi chịu tội. Cái gì? Ngươi định tấn công ta hay sao? Đúng là tên ngu ngốc không biết tự lượng sức. Ta đã nghe cha ta kể về các ngươi nhiều rồi. Các ngươi rất mạnh, nhưng đối với cha con bọn ta, các ngươi chỉ là bọn rác rưởi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám khinh thường ta? Ta sẽ khoan lũng ngươi của ngươi. Chết đi. Mời con chỉ tay tình ra, bọn ta không sợ bất cứ kẻ nào từ các ngươi đâu. Ta đã bảo rồi mà ngươi không chịu nghe. Được rồi, ta sẽ hút lấy sự sống của ngươi. Tay tình riêu men, cậu đâu rồi? Hả? Sức mạnh này dường như có kẻ rất mạnh đang đến. Khổ kiếm thật,
Mày thì ta chạy trước đã. Tay tình yêu mày, tay tình yêu mày, cậu có sao không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tôi đang đi tìm kiếm bọn chúng, cảm thấy nguồn năng lượng từ cậu giảm dần. Tôi nghĩ cậu đang gặp chuyện nên cấp tốc đến đây ngay. Tôi đã gặp một tên Super Titan DC Batman. Hắn mạnh quá. Tôi tưởng có thể một mình giết được hắn lập công đầu. Thật không ngờ. Tôi xin lỗi. Ê, thôi được rồi. Để bây giờ tôi nhanh chóng đem cậu về căn cứ để cho cậu dưỡng thương. Không. Nếu chúng ta quay lại căn cứ sẽ rất xa. Hành tinh này sẽ thật sự bị bọn chúng hủy diệt mất. Nhanh lên. Cậu hãy đi tìm bọn chúng. Chỉ có cậu, thủ lĩnh của tôi, mới đánh bại được bọn chúng mà thôi. Chết tiệt thật. Được rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Quang đã. Nếu cậu đi cũng chưa chắc gì thắng được bọn chúng. Còn tôi nằm ở đây, trước sau gì cũng sẽ chết. Hay là cậu hấp thu lấy sức mạnh của tôi đi, ăn lấy cơ thể của tôi đi. Chắc chắn nó sẽ khai mở ra cho cậu một trạng thái mới. Mau làm đi. Không, tôi không thể. Rất nhiều thành viên đã bị chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn cậu bên cạnh tôi thôi. Nếu cậu không làm, lũ khốn kiếp đó cũng sẽ quay lại đây hút lấy sự sống của tôi mà thôi. Chết tiệt. Tôi xin lỗi cậu. Lũ Super Titan bóng tôi, các ngươi phải trả giá đắt cho việc này. Mình cảm nhận được mùi hôi của bọn chúng rồi. Đằng kia, ở phía trước kỹ thôi. Đâu rồi, ta biết các ngươi đang nấp ở quanh đây, mau xuất hiện đi, các ngươi không còn đường thoát nữa đâu. Khốn kiếp, thủ lĩnh các chiến binh bảo vệ đa vũ trụ God Chi Titan, bọn ta không thù không oán gì với các ngươi, tại sao các ngươi lại nước sông phạm nước giếng chứ? Cuối cùng, thứ xấu xa như ngươi cũng xuất hiện rồi à, Super Dad Titan BC Man. Lần này ta sẽ không để ngươi thoát đâu. Ngươi phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Chết tiệt, ngươi hiếp người quá đáng đó. Bọn ta đã làm gì sai chứ? Đây là hành tinh của lũ quái vật vô cầu. Bọn ta tới đây hấp thu sự sống của bọn chúng. Thay các ngươi giết chết thứ xấu xa đó thì có gì sai chứ? Cấp mồm ngươi lại đi. Loài quái vật vô cầu mặc dù là loài không tốt đẹp gì, nhưng bọn chúng đã sống yên thân yên phận tại hành tinh này, thì cơ gì các ngươi tới đây hấp thu sự sống của bọn chúng chứ? Chết tiệt, cha ta nói vậy, gặp lũ quái vật bồn cầu ở đâu, giết không tha. Dù bọn chúng có tốt hay có xấu, cũng là như một. Cuối cùng, cũng đã giết chết được một kẻ. Nhưng còn kẻ thứ hai, giờ hắn đang ở đâu chứ? Ta đang ở đây. Chết tiệt, con chi tay ta. Ngươi to gan giết chết con của ta. Ta phải báo thù. Gì thế này? Là một Super Dad Titan Speed Command. Khốn kiếp. Thiệt ra ngươi chính là chủ mưu đã gây ra nỗi kinh hoàng tại hành tinh này. Không sai. Bọn ta đang tiến hành hấp thu tất cả những sự sống, từ những hành tinh nhỏ cho tới những hành tinh lớn, từ những sinh vật yếu cho tới những sinh vật mạnh. Cuối cùng rồi bọn ta sẽ thống trị cả đa vũ trụ đây. Còn lũ chiến binh bảo vệ các ngươi, bọn ta sẽ tiêu diệt từng tên. Nhưng thật không ngờ kế hoạch bọn ta lại bị phá hủy như thế này. Thật đáng ghét. Vậy thì bây giờ ta sẽ xé xác ngươi, hút lấy sức sống của ngươi, để ngươi biến thành mây khói. Không dễ dàng như vậy đâu. Chết đi bọn xấu xa. Khốn kiếp, tất cả đồng đội của mình đều chết sạch. Đến lúc rồi, mình sẽ xây dựng lại một thế hệ chiến binh đa vũ trụ mới.